robot này là cắm cái nó ăn ngay à? Vâng, cắm nhận luôn anh ạ. Nếu mình không cắm thẻ 4G vào cái Android Box này thì cho nó bắt wifi bằng điện thoại phát có được không? Được anh ạ. Có cả chương trình ấy cả cái Absolute à? Cái áp suất lốp này nó của IK, nghĩa là anh chỉ có thể lắp cái áp suất lốp của IK thì nó mới hiển thị được ở đây được. Chắc cái đấy lại phải thêm một cái cục nữa để nhận cái tín hiệu của